Hồ Gươm đã thay đổi thế nào sau 100 năm? Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với video trên kênh Khám phá lịch sử Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại sự thay đổi của Hồ Gươm hơn 100 năm qua. Liệu Hồ Gươm ngày nay có gì giống và khác với Hồ Gươm cách đây 100 năm? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là Hồ Gươm là một hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Hồ có diện tích khoảng 12 hectare. Trước kia, hồ còn có các tên gọi khác là hồ Lục Thủy vì nước màu xanh quanh năm, hồ Thủy Quân dùng để duyệt thủy binh, hồ Tả Vọng và Hữu Vọng trong thời Lê Mạt. Tên gọi Hoàn Kiếm xuất hiện vào đầu thế kỷ 15 gắn với truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm cho rùa thần. Theo truyền thuyết, trong một lần vua Lê Thái Tổ dạo chơi trên thuyền, bỗng có một con rùa vàng nổi lên mặt nước, đòi nhà vua trả lại thanh gươm mà Long Vương cho mượn để đánh đuổi quân Minh xâm lược. Nhà vua liền trả gươm cho rùa thần và rùa lặn xuống nước biến mất. Từ đó, hồ được lấy tên là Hồ Hoàn Kiếm. Tên hồ còn được lấy để đặt cho một quận trung tâm của Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, và là hồ nước duy nhất của quận này cho đến ngày nay. Hồ Hoàn Kiếm có vị trí kết nối giữa khu phố cổ gồm các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Cầu Gỗ, Lương Văn Can, Lò Sũ với khu phố Tây do người Pháp quy hoạch cách đây hơn một thế kỷ là Bảo Khánh, Nhà thờ Tràng Thi, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hàng Khay, Bà Triệu. Cách đây khoảng 6 thế kỷ, dựa theo bản đồ thời Hồng Đức thì phần lớn xung quanh kinh thành khi ấy là nước. Hồ Hoàn Kiếm là một phân lưu sông Hồng, chảy qua vị trí các phố ngày nay như Hàng Đào, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Hàng Chuối. Tiếp đó đổ ra nhánh chính sông Hồng. Nơi rộng nhất phân lưu này hình thành nên Hồ Hoàn Kiếm hiện nay. Thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 16, khi chú Trịnh cho chỉnh trang lại Hoàng Thành Thăng Long để vua Lê ở, đã đồng thời xây dựng phủ chúa riêng nằm ngay bên ngoài Hoàng Thành. Phủ chúa trở thành một cơ quan trung ương thời bấy giờ với những công trình kiến trúc xa hoa như lầu Ngũ Long dùng để duyệt quân nằm ở bờ đông Hồ Hoàn Kiếm, đình Tả Vọng trên đảo Ngọc Sơn. Năm 1728, Trịnh Giang cho đào hầm ở vị trí phía nam hồ để xây dựng cung điện ngầm gọi là Thưởng Trì Cung. Từ năm 1884, nhà nước bảo hộ Pháp cho lấp hồ Thủy Quân để xây dựng mở mang Hà Nội. Tháp cổ Hào Phong cao 3 tầng nằm trước cổng chùa Báo Ân ngày trước, tranh khắc về tháp Hòa Phong dựa trên ảnh tư liệu do bác sĩ Hóc Quạt thực hiện năm 1884. Ngày nay, tháp Hòa Phong nằm ở bờ nam Hồ Gươm, ngay đầu đường Đinh Tiên Hoàng. Cầu Thê Húc xây dựng năm 1865, nối bờ hồ với đền Ngọc Sơn qua cổng Đắc Nguyệt Lân trong ảnh chụp năm 1884. Cầu làm bằng gỗ đơn sơ, chưa có lan can. Qua hai lần tái thiết kế, cầu Thê Húc ngày nay được sơn đỏ, dựng lan can gồm 15 nhịp với 32 chân gỗ tròn xếp thành 16 đôi. Đình Trấn Ba nằm trong khuôn viên đền Ngọc Sơn. Đây là nơi được nhân văn Hà Thành xưa yêu thích vì có thể nhìn toàn cảnh Hồ Gươm. Trải hơn trăm năm, những tán đa cổ thụ rủ bóng quanh hồ như bao bọc không gian cả cụm kiến trúc. Nhà Goda là bách hóa chuyên phục vụ người Pháp nằm ở đầu phố Tràng Tiền. Do thời thế, tòa nhà được bán lại cho thương dân, qua tay nhiều chủ sở hữu rồi trở thành bách hóa tổng hợp năm 1960. Năm 2002, bách hóa lớn nhất miền Bắc thời bao cấp được thay bằng cái tên Trung tâm Thương mại Tràng Tiền Plaza. Nhà hát lớn nằm trên phố Tràng Tiền, con phố trước đây tập trung nhiều cửa hàng cửa hiệu, là nơi mua sắm yêu thích của quan chức Pháp và người Pháp ở Hà Nội. Nhà văn Nguyễn Công Hoan có viết: thời Pháp thuộc, Hà Nội chia làm hai khu rõ rệt, lấy Hồ Gươm làm trung tâm, một khu gọi là bản xứ, một khu gọi là khu người Pháp. Ranh giới là con đường phố Tràng Tiền và phố Tràng Thi. Các công trình xây dựng trên phố Tràng Tiền, nhà hát lớn ngày nay không thay đổi nhiều so với trước. Vườn hoa Con Cóc nằm đối diện nhà khách chính phủ, Bắc Bộ Phủ xưa, ảnh chụp năm 1905. Nơi đây được đổi tên thành Vườn Hoa Diên Hồng năm 1954. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên bờ Hồ Hoàn Kiếm là nơi giao nhau của nhiều tuyến xe điện tỏa ra các cửa ô. Tuyến xe điện bờ hồ do người Pháp xây dựng từ năm 1899 đến năm 1943 mới xong. Người Hà Nội một thời hẳn nhớ tiếng leng keng, cảnh nhộn nhịp tại nhà ga xe điện bờ hồ từ 5 giờ sáng đến 23 giờ đêm. Năm 1990, xe điện không còn hoạt động, các đường ray cũng bị bóc đi. Giờ ga xe điện bờ hồ trở thành điểm trung chuyển của nhiều tuyến xe buýt, tòa nhà văn phòng điều hành xe điện, nơi giao ca của các lái tàu, bán vé, nay biến thành tòa nhà 4 tầng. Đình nghỉ chân Bát Giác, phía sau tượng đài Lý Thái Tổ.
người Hà Nội hay gọi là nhà kèn, vì cuối tuần các đội nhạc người Pháp hay ra đây thổi kèn, chơi nhạc. Đến nay, nhà kèn vẫn còn, song đã thay đổi chất liệu mái lợp, họa tiết trang trí trên mái. Trải qua thăng trầm thời gian, nhiều thế hệ đã thành người thiên cổ, dấu xưa mờ nhạt, nhưng câu ca thì vẫn vẹn nguyên. Rủ nhau xem cảnh kiếm hồ, xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn, đài nghiêng tháp bút chưa mòn, hỏi ai gây dựng nên non nước này. Và sau đây là những hình ảnh của Hồ Gươm trong suốt 100 năm qua. Đây là hình ảnh toàn cảnh trung tâm Hà Nội nhìn từ trên cao, thấy rõ đền Ngọc Sơn và tháp rùa. Một góc chợ hoa bên Hồ Gươm xưa. Hồ Gươm có nhiều tên gọi khác như Lục Thủy, Tả Vọng. Hoàn Kiếm cũng là một cái tên thân thuộc của hồ. Cầu Thê Húc chụp năm 1884, chưa có lan can như ngày nay. Năm 1865, Nguyễn Văn Siêu cho xây dựng cây cầu gồm 15 nhịp, nối bờ hồ với đền Ngọc Sơn. Thê Húc có nghĩa là ngưng tụ hào quang. Tết Nhâm Thìn 1952, cầu Thê Húc bị sập do người đi lễ quá đông. Thị trưởng Hà Nội là ông Thẩm Hoàng Tín đã cho phá bỏ, xây dựng cầu mới. Cầu Thê Húc dẫn đến đền Ngọc Sơn qua cổng Đắc Nguyệt Lâu, lầu dưới trăng, nằm trách dưới những tán đa cổ thụ tùm. Đây là địa điểm thu hút nhiều người vào các ngày cuối tuần, lễ Tết. Khu vực xung quanh cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn khác rất nhiều so với ngày nay. Đình Chấn Ba có nghĩa là đình chặn sóng, đặt cạnh đền Ngọc Sơn là nơi du ngoạn ưa thích của văn nhân Hà Thành. Hồ Gươm đầu thế kỷ 20 còn nhiều nét hoang sơ. Toàn cảnh trung tâm Hà Nội nhìn từ tòa thị chính sang nhà thờ lớn. Chùa Báo Ân từng tồn tại bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Chùa được xây dựng năm 1842 do Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Quang Giai đứng ra quyên góp tiền. Sau khi khánh thành, chùa có quy mô bề thế và loại bậc nhất Hà Thành khi ấy với 36.000m2 đất, gồm 150 gian, 36 nóc. Năm 1892, chùa bị phá hủy để xây dựng bưu điện và ngân hàng, chỉ còn sót lại tháp Hòa Phong ở phía sau chùa, trên đường Đinh Tiên Hoàng ngày nay. Tháp Hòa Phong vào thế kỷ 19. Tranh khắc dựa trên ảnh tư liệu do bác sĩ học quật thực hiện năm 1884. Tháp Hòa Phong cao 3 tầng. Tầng 1 có 4 vòm cửa, gọi là tứ môn tháp. Tầng 2 có 4 góc xây trụ vuông, đặt tượng 4 con nghê hướng về phía đông. Tầng 3 ghi Hòa Phong Tháp. Trải qua trăm năm lịch sử, Hồ Gươm vẫn giữ được nhiều nét đẹp với quần thể công trình trở thành biểu tượng văn hóa của Hà Nội và đi vào trong ca dao. Rủ nhau xem cảnh kiếm hồ, xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn, đài nghiêng tháp bút chưa mòn, hỏi ai gây dựng nên non nước này. Một góc bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, thập niên 1890. Người dân thư giãn bên bờ hồ, phía xa là đền Ngọc Sơn. Cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn. Tháp bút và lối vào đền Ngọc Sơn nhìn từ đại lộ Francis Garnier, nay là đường Đinh Tiên Hoàng. Tháp rùa nhìn từ quảng trường Paul Bert, nay là vườn hoa Lý Thái Tổ. Trên nóc tháp rùa lúc này có tượng nữ thần tự do phiên bản thu nhỏ. Tượng đài nhà khoa học, chính khách Paul Bert ở quảng trường mang tên ông bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Từ tượng đài Paul Bert nhìn về phía tháp rùa và nhà thờ lớn Hà Nội. Khung cảnh bình yên bên bờ hồ Hoàn Kiếm, nhà thờ lớn Hà Nội nằm phía trái, bên kia bờ hồ. Nhóm quan chức Pháp và các tùy tùng người Việt nghỉ ngơi bên bờ hồ, phía xa là tháp rùa. Người dân đánh cá trên hồ Hoàn Kiếm. Khu nhà lớn bên kia bờ hồ, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Hình ảnh nhà thủy tạ Hồ Gươm in trên một bưu thiếp của Pháp xưa. Công trình này tọa lạc ở bờ Tây Bắc Hồ Gươm, được khánh thành năm 1936. Tên gọi ban đầu là Câu lạc bộ Thể thao dưới nước Hồ Gươm. Nhà thủy tạ soi bóng trên mặt Hồ Gươm, 1939. Ban đầu, tòa nhà chỉ có một tầng và một sân thượng phía trên. Ngày nay, công trình đã có hai tầng. Nhà thủy tạ Hồ Gươm năm 1940. Ảnh của nhiếp ảnh gia Mỹ Harrison Format. Trẻ em câu cá bên bờ Hồ Gươm năm 1948. Hậu cảnh là đền Ngọc Sơn bên trái và nhà thủy tạ bên phải. Cảnh sửa chữa mặt vỉa hè gần nhà thủy tạ 1948. Nhà thủy tạ năm 1954 nhìn từ đền Ngọc Sơn. Hình ảnh đầy hoài niệm về một trong những công trình mang tính biểu tượng về Hồ Gươm.